Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Trấn Thành lần đầu tiết lộ lời cầu hôn Hari Won sau 3 năm yêu nhau. Vừa qua, hai vợ chồng Trấn Thành và Hari Won cùng đồng loạt đăng tải những bức ảnh tại buổi cầu hôn của họ cách đây 3 năm. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, nam MC đã bí mật chuẩn bị mọi thứ và ngỏ lời ngọt ngào với nữ ca sĩ. Dù khi ấy cả hai chỉ mới hẹn hò được vài tháng, nhưng Trấn Thành vẫn quyết định Hari Won chính là vợ, là người phụ nữ đồng hành với anh trong tương lai. Nam diễn viên hài lầy lội: ngày này 3 năm trước, mày đặt dại dột làm sái ca ngôn tình đồ, bây giờ trả giá cả đời, cho mày chừa, love you bà xã. Còn phía giọng ca Hương Đêm Bay Xa vẫn có vẻ bồi hồi, hình như ngày ấy ông ấy điên rồi. Đây là lần đầu tiên cặp đôi này công khai những khoảnh khắc kỷ niệm ở lễ cầu hôn. Thời điểm ấy, mọi hình ảnh đều được giấu kín vì Trấn Thành và Hari Won bị ném đá nặng nề vì nghĩ rằng nữ ca sĩ phản bội Tiến Đạt. Cả hai đã để mọi thứ trong bí mật vì không muốn mọi chuyện bị xôn xao hơn nữa, không muốn gặp thêm những lời chỉ trích từ dư luận. Đến hôm nay, khán giả mới biết rằng nam MC đã thực hiện một poster với lời cầu hôn chẳng thể dằn mặt hơn được: xin yêu em nên cấm say no. Đọc được dòng chữ này thì chắc chắn chẳng có cô gái nào phũ phàng đến mức từ chối. Điều gì đến cũng đến, Hari Won đồng ý và đến nay họ đã có một cuộc sống hôn nhân cực kỳ hạnh phúc. Cặp nhẫn do anh chuẩn bị để cầu hôn đối phương. Là người tinh tế và tâm lý nên Trấn Thành có thừa những điều lãng mạn dành cho người mình yêu. Các nghệ sĩ cũng thích thú khi thấy cả hai chia sẻ kỷ niệm cũ. Họ là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất nhì showbiz Việt. Trải qua bao nhiêu sóng gió rào cản thì đến hôm nay, Trấn Thành Hari Won đã có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Mọi người đang háo hức để được nghe cặp đôi này thông báo tin vui con cái. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.